Chào mừng quý vị đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 14 tháng 6. Nhận định, soi kèo U23 Australia với U23 Ả Rập Xê Út 20 giờ ngày 15 tháng 6, bán kết U23 châu Á 2022. U23 Ả Rập Xê Út sau khi hạ U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ đến từ châu Đại Dương. Hãy cùng Góc bóng đá 24 giờ nhận định, soi kèo trận đấu U23 Australia với U23 Ả Rập Xê Út và đưa ra những đánh giá. Nhận định trước trận U23 Australia với U23 Ả Rập Xê Út. U23 Australia thi đấu có phần hơi chán, nhưng đó là cách của một ông lớn đá. Họ không cần phải thắng đậm trước, các đối thủ cũng có được điều mình cần. Trong các trận đấu vừa qua, thắng lợi cao nhất U23 Australia có chỉ là 2-0. Tất cả các trận của họ đều về kết quả điểu. Mới đây, trong trận thắng 1-0 trước U23 Turkmenistan, họ phải nhờ đến pha phản lưới của Urayo mới có vé vào bán kết. U23 Ả Rập Xê Út thì thể hiện bộ mặt khác hẳn với U23 Australia. Họ luôn luôn kiểm soát thế trận với tất cả đối thủ mà mình gặp, kể cả Nhật Bản. Trận vừa rồi, U23 Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới An Awi Idei, điều mà không đội bóng nào làm được ở giải này. Nhưng với U23 Australia, có thể họ là người đầu tiên làm điều đó. Lịch sử đối đầu U23 Australia với U23 Ả Rập Xê Út. Hai đội tuyển chưa từng gặp nhau ở lứa trẻ độ tuổi U23. Đội hình ra sân dự kiến U23 Australia với U23 Ả Rập Xê Út. Thông tin lực lượng U23 Australia với U23 Ả Rập Xê Út. Hai đội bóng đều có lực lượng mạnh nhất. Dự kiến đội hình U23 Australia với U23 Ả Rập Xê Út. U23 Australia bí lơ ca biết Billy, BOS, Rook, Farrell, François, HUOL, Miller, Oliveira, Trin, Úc. U23 Ả Rập Xê Út, Nawab Al-Awi Idei, Hamad Al-Iami, Saud Abdulhamid, Mutef Al-Habi, Tuki Al-Amma, Hamed Al-Gamji, Ibrahim Manassi, Meso Al-Sibiani, Ayman Iahia, Muhammad Maran, Hải Thẩm Asiri. Dự đoán kết quả bóng đá U23 Australia với U23 Ả Rập Xê Út. U23 Australia thắng U23 Ả Rập Xê Út 1-0. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.